đây là phần quà của các sư cô ở Đà Lạt. Đây. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi sẽ đón các tù nhân bị cáo buộc đánh bắt trái phép ở lãnh hải của Indonesia, cô bác anh chị. Thì số tù nhân về ngày hôm nay là 11 tù nhân. Thì trong đó được sự hỗ trợ của nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, ở Đà Lạt, Lâm Đồng và anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ. Thì bây giờ cuộc đón và cuộc hội ngộ như thế nào? Thì Bùi Hồ và các bạn mời cô chú quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ ha. Và đây là khu vực của nhà ga quốc tế, cô bác anh chị. Theo ước tính thì khoảng 5 giờ 15 thì các chú sẽ có mặt tại sân bay. Sau khi thủ tục xong thì khoảng 5 giờ 15 thì các chú sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất này. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi cũng như là chị Huỳnh thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ cũng như sư cô Đà Lạt, nhóm các sư cô Đà Lạt Lâm Đồng để đón các chú cũng như là người thân ha. Đây là 11 tù nhân mà bị giam cầm 3 năm trời ngay tại Jakarta của Indonesia. Những tù nhân này thì sau khi bị cáo buộc đánh bắt trái phép thì bị giam cầm đến 3 năm và không có tiền chuộc về, không có tiền để đưa về. Mỗi một tù nhân á là với một cái số tiền là hơn 18 triệu đồng, chính xác là gần 20 triệu đồng. Hôm nay thì các anh em sẽ đón các chú trở về, đồng thời là sẽ hỗ trợ cho mỗi chú là 1 triệu đồng. Đại thì mấy anh em tụi mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và chỉ còn khoảng 30 phút nữa thì 11 tù nhân sẽ được đưa về. Để mà có thể bảo lãnh và làm các thủ tục đưa về thì nhờ vào hai nguồn tài trợ, nhờ sự hỗ trợ từ anh Nhiêu ở bên Mỹ và chị Quỳnh. Nhóm thứ hai nữa là các sư cô ở Lâm Đồng. Kế bên đây là ba của một trong 11 tù nhân. Và duy nhất mỗi mình anh thì ra đón thôi, còn 10 tù nhân còn lại này gần như là không có người thân ra đón. Thì anh giới thiệu anh tên gì ạ? Anh tên là Vũ Quốc Kiên. Anh Kiên. Anh Kiên thì con anh là tên gì? Là Dương Quốc Bảo. Bảo. Bảo thì đi đi biển như thế nào và bị bắt giam ở bên Indo bao lâu rồi? Nó là cũng cãi anh không à. Lúc đầu anh không cho nó đi, mà nó cãi nó theo bạn bè dụ dỗ lên chảnh Vũng Tàu đó. Rồi mới đi lên qua đó, đi được chuyến đầu tiên là nó bị bắt luôn. Là khoảng 3 năm mấy trước dịch rồi. 18 triệu đồng thôi. Nhưng mà đổi lại thì đối với gia đình mình thì như thế nào? Là cũng là rất khó khăn. Nó lương anh làm cũng như là con cái ở nhà, rồi vợ nữa không có thất nghiệp, không đi làm. Mấy tháng nay cũng gắng gói ghém lại, cũng gửi cho con ít cho nó xài đó. Tại sao mình không có vay mượn đâu đó để có thể đổi lại một cái sự tự do cho con mình? Hồi nào giờ anh không có vay mượn ai, nó cũng khó lắm. Hồi nào giờ không có thiếu nợ. Hồi đó như là không thiếu nợ. Nhưng mà mình chấp nhận cái điều đó một xíu để con mình được về sớm. Khi Hoàng anh muốn làm là anh để tự kiếm tiền là mình đi lo cho con mình về thôi. Chứ không phải là anh không muốn vay. Mình vay, mình nghèo, mình vay người ta không có cho. Nó mới khó nữa. Lúc đầu anh cũng làm ăn, cũng có nhà có cửa lên lắm. Rồi cũng con cái nó cũng sung túc lắm. Rồi sau này làm ăn thất bại lại mới bán nhà, mới ra nhà trọ ở. Đó bởi vì anh mới không có tiền. Vậy thì mấy năm qua khi mà con anh gọi điện thoại á, về nói là ba ơi con bị bắt ở bên Indo, thì cái cuộc gọi đầu tiên anh tâm trạng như thế nào? Anh rất là bỡ ngỡ. Mình không nghĩ là con ba mình bị bắt ở bên Indo. Rồi cuối cùng xây qua cũng cả năm gì đó mới nghe nó gọi về. Nó gọi về thì nói bây giờ ba cũng gắng làm kiếm tiền để lo cho nó, cho con về. Cuối cùng làm hoài làm không ra có được. Ở nhà trọ em cũng biết rồi. Mỗi tháng là xây qua xây lại, tới tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Ở nhà trọ mà anh cũng là anh cũng dự định là bán cái nhà chia ra để lo cho nó về mấy năm nay, mà bà chị bà cứ là bà giành nở anh. Cuối cùng anh mới đưa ra tòa, anh mới làm đơn đưa ra tòa, anh mới nộp có tháng này, tháng này gần tháng. Anh cũng muốn lo cho con anh về lắm chứ,
Tại vì nhà của ông nội bà nội nó là cái nhà gốc đường Nguyễn Chí Thanh đó, là số nhà 287. Đó là cái nhà gốc ở đó. Mình muốn bán chia ra, một thì người chị thổi tiền lại cho mình để mình lo cho con cái mình về. Cái thứ hai nữa là bà cứ dằn giật lấy hoài, nó ở hoài. Tôi cũng muốn chia ra để sau này nó về nó cũng có chỗ ăn chỗ nghỉ nó ở đó. Anh với chị có mấy người con? Anh hả? Có một người con đó. Có một người con. Anh với chị là chấp nối với nhau. Chấp nối với nhau. Là em, cũng mười mấy năm rồi. Em biết rằng là khi mà bị giam bên Indo như vậy á, thì cái việc sinh hoạt của mọi người cũng thiếu thốn lắm. Có những gia đình họ còn gửi tiền gửi bạc qua. Thì 3 năm qua con anh gửi được bao nhiêu tiền rồi? Anh cũng không nhớ nữa. Mỗi tháng anh làm tích lũy được trong gia đình rồi. Anh cũng xin ba ơi cho con 1 triệu. Thì gửi chuyển khoản về cho anh này anh kia ở đâu đó, ở ngoài kia đó. Anh mới chuyển qua bên bển. Rồi mỗi tháng gửi qua vậy đó. 1 triệu có khi 500, có khi 1 triệu gửi xin 2 triệu. Cũng có gửi đều vậy. Có khi nào Bảo nó gọi điện thoại về nó khóc nói là tìm mọi cách đưa con về không? Có. Nó không có khóc. Nó đàn ông mà. Mà cứng rắn lên chứ khóc lóc gì. Mình chấp nhận mình đi được là mình phải chịu. Như ngày xưa anh cũng bị bắt bên Malaysia. Ủa, anh vậy là anh cũng bị bắt rồi? Vẫn bị bắt mà có 6 tháng rồi. Cái cuộc sống của anh như thế nào bên Malaysia? Anh có thể chia sẻ không? Cuộc sống của anh bên Malaysia là hồi đó thì bắt lên thì nó quýnh còn lần đầu tiên à. Mình cũng ở tù ăn uống cũng sung sướng lắm. Chứ không phải mà như bây giờ. Cơm thì nó cho một chén bánh bèo ngày xưa đó. Đồ ăn cá mắm rồi đầy đủ. Đó mà bắt năm chín mấy lần. Rồi tới bây giờ là anh cũng từng là đi biển. Trước dịch đó là tính dắt Bảo về bển đó, về Cam đó, là cho nó dạy cho nó chạy ghe. Ở bên Cam bển đó, là cho bên ngoại nó, để đi bên ngoại nó. Cuối cùng nó cãi lời, nghe lời xúi dục của bạn bè, rồi đi theo rồi mới bị bắt như vậy. Vậy thì khi mà biết tin con mình bắt, chắc lẽ anh là người hiểu rõ nhất, vì anh cũng đã trải qua cái giai đoạn là bị bắt bởi những đúng. cái trại tù ở nước ngoài rồi. Đúng rồi. Anh cũng đi mấy nước rồi, anh cũng biết hết trơn rồi. Campuchia, Thái Lan, Indo, Mã Lai, anh qua hết. Anh cũng đừng biết hết, gia chạm hết. Campuchia, Mã Lai, là Mã Lai bị bắt thôi, Indo bắt không? Indo không có bắt. Tại vì lúc đó Bảo. Bảo, tránh trú. Tránh trú, lúc ngày xưa anh còn đi hải quân, lính hải quân lần. Đó, mình mới trú ẩn vô trong đó, mình trong thời gian Bảo thôi. Qua Bảo mình vẫn bình thường, đi về, chạy về. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là cũng gần rồi ha. Gần tới giờ rồi, chắc là anh em mình ra cái khu vực đón để chờ con về. Tối nay thì hai cha con là lên xe đi về quê luôn, về Kiên Giang luôn. Về Kiên Giang. Rồi, ok ha. Cảm ơn. Em Phong cũng đã đưa các anh các chú tù nhân từ Indonesia nghe lại chỗ này. Và sau đó thì sẽ tập trung đưa về ga bến xe miền Tây. Còn riêng chú Tước á, một nạn nhân 60 tuổi á, cô bác anh chị, sẽ cùng với Bùi Hồ vào ngày mai trở về lại cùng với lại gia đình của chú. Bây giờ thì Phong cũng đang lại, Phong nãy giờ thì cũng đang chờ để mà các anh các chú đang làm một cái thủ tục nhập cảnh á. Cũng hồi hộp quá. Các chú á, thì đa số 11 tù nhân này thì bị giam giữ ở Indonesia là 3 năm và các chú đang lại kìa. Một chuyến bay rất là dài từ Jakarta, Indonesia đến đây luôn. Bao chú bấm bình thường. Ôi, cái thời đó mà hả? Việt Nam nó chết luôn à? Đây là anh Bảo hả? Con của anh đó hả? Nguyễn Ngoan. Nguyễn Nguyễn Ngoan hả? Hai người. Còn bên đây? Cái tỉnh Anh hả? Ở đâu anh? Ở đâu? Hà Nội hả? Hà Nội ha. Còn anh? Chính thuận.
Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận Kiên Giang. À, Kiên Giang nhiều. Đắk Lắk hả? Làm. Em ở An Giang. An Giang hả? Chỗ nào An Giang? Ở Châu Phú. Châu Phú. Bíp bíp. Còn một bạn này nữa. Quận 6 ha, quận 6 gần chỗ Phong. Không à, lại đây đi, mình xích qua bên đây đi, xích qua bên kia đi ha. Để có để mình lên một cái chuyến xe để mình ra bến xe miền Tây luôn. Qua bên đây. Bạn bên đây. Anh tên gì? Anh Tý hả? Và thông tin với cô bác anh chị là 11, ở đây là chú Tước đúng không? À, chú Tước là 60 mấy tuổi rồi. Bay mệt không chú? Mệt ha, về tới Việt Nam là vui rồi. Ngày mai thì về lại gặp vợ với lại cháu. Ai, ở bên đây đi, các chú ở bên đây đi. À, bây giờ mấy anh em xếp hàng lại đi. Mình gửi cái này xíu. Đây là quà của Texaco đúng không? Rồi bây giờ thay mặt cho các sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt cũng như là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ và cũng như là chị Huỳnh thì chúc mừng cho các anh các chú đã đặt chân đến Việt Nam để trở về Việt Nam sau gần 3 năm ở Indonesia chú ạ. Chúc mừng các anh các chú ha, và đây là phần quà của các sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt gửi cho các chú 1 triệu ha. Và tí xíu nữa đây sau khi trao gửi cái phần quà này đó thì mình sẽ lên bến xe, ra bến xe miền Tây thì mình sẽ về lại luôn. Còn riêng chú Tước thì ngày mai sẽ con sẽ đưa cho chú về lại ha. Con gửi cho chú, đây là phần quà của các sư cô ở Đà Lạt. Đây. 4. Đây. Chín. 10. Chú, sau khi đặt chân hơn 2 tiếng bay thì đặt chân về Việt Nam, cái cảm xúc của chú bây giờ như thế nào ạ? Thấy hơi mệt. Chú thấy có trang nghe ha? Thấy hơi mệt. Hơi mệt, vui không? Vui. Dạ. Bây giờ tới Việt Nam là vui rồi. Dạ, bây giờ cái cảm xúc sao chú? Thấy nó khỏe không? Mình nhẹ nhàng. Khỏe không? Mình nhẹ nhàng. Nhớ món ăn gì nhất ở Việt Nam? Thịt heo à. Thịt heo, thịt kho hột vịt. Nhớ món ăn là thịt kho hột vịt ở Việt Nam. Thôi bây giờ thì các anh với các chú mình tập trung ở đây. Rồi sau đó em với tụi con sẽ đặt xe, sẽ về lại bến xe miền Tây. Ở đây là có, mình chia ra làm bến xe miền Tây với bến xe miền Đông luôn đúng không? Về miền Tây hết, về miền Tây hết ha. Bến xe miền Tây hiện giờ là có đi miền Đông luôn rồi. Ừ. Rồi, em này tên gì? Bảo à? Dạ. Bảo là... Kiên Giang. Rồi, con của anh, con của anh Kiên đúng không? Dạ. Ngày xưa sao mà đi biển? Dạ, em cũng đi qua cò kêu là đi biển cũng như Việt Nam, mượn 20 triệu. Ờ. Dạ, mà qua Quýnh Anh Đô. Ờ, à, qua Quýnh Anh Đô. Rồi bị giam giữ mấy tháng rồi? Dạ, 3 năm nay, gần 4 năm rồi. Ừ, cuộc sống ở bên đó là sao? Khổ rồi. Cũng khổ hả? Bây giờ về Việt Nam mai mốt có muốn đi biển nữa không? Dạ không. Ngày xưa là qua cò. Dạ. Cò cho ứng tiền trước, rồi đi chơi một tuần gì đó rồi hết tiền. Rồi lên đi biển tới giờ luôn. Đi bao nhiêu ngày ở trên biển thì mình bị bắt? Dạ, 20 ngày. 20 ngày mà bị dí hai bữa. Qua đó này bị bắt xong có bị đánh không? Dạ có. Ừ. Lúc mà gần 3 năm trời mình chưa có được đi về, lúc đó thì mình có lo lắng dữ không? Có. Ừ. Ở trên đó ở Malai thì mình lo điều gì nhất? Ở Indo á. Ông chỉ mong về đoàn tụ với gia đình. Ừ. Bây giờ các anh á, các chú và cũng như là tất cả các bạn ở đây không giấu được cái cảm xúc vui mừng khi mà sau gần 3 năm bị giam giữ ngay tại Indonesia thì bây giờ lại đặt chân ngay tại quê hương của Việt Nam, và nhờ sự hỗ trợ của các sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt cũng như là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, cô bác không chị? Rồi.